Giá cà phê hôm nay ngày 19 tháng 11 rơi mạnh từ mốc cao nhất 10 năm qua trước thông tin lô hàng đầu tiên sắp được giao. Giá cà phê hôm nay ngày 19 tháng 11 trong khoảng 39.700 đến 40.600 đồng mỗi kg. G cà phê trên hai sàn đảo chiều giảm ngay sau một phiên tăng mạnh hôm qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.700 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 40.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.500 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.500 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 40.400 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lắk. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.500 đồng mỗi kg, chư prong ở Play, Cu và Lager dài cùng giá 40.400 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 40.400 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm mạnh so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2022 giảm 44 USD mỗi tấn ở mức 2.212 USD mỗi tấn. Giao tháng 3 năm 2022 giảm 42 USD mỗi tấn ở mức 2.167 USD mỗi tấn. Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2021 giảm 3,65 CLB ở mức 228,95 CLB. Giao tháng 3 năm 2022 giảm 5,6 CLB ở mức 229,15 CLB. G cà phê trên hai sàn đảo chiều giảm ngay sau một phiên tăng mạnh hôm qua. Nguyên nhân được cho là sự điều chỉnh kỹ thuật do đầu cơ đã mua quá mức, đẩy giá kỳ hạn giao ngay lên mức cao hơn 10 năm ở New York và mức cao gần 10 năm tại London. Giá cà phê sụt giảm còn do sự cân đối, điều chỉnh vị thế đầu cơ trước ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn tháng 12 sàn New York. Ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11 và ngày thông báo đầu tiên, ngày 25 tháng 11, trong khi London cũng kết thúc giao hàng tháng 11 nên áp lực cũng không còn. Thông tin được cho là đã tác động mạnh lên sàn London vào lúc này là sẽ giao lô hàng đầu tiên của niên vụ cà phê mới với khối lượng ước khoảng 800.000 bao vào cuối tháng 11 từ khu vực Đông Nam Á. Động thái trên đã làm giảm bớt mối lo nguồn cung, giúp hạ nhiệt giá Robusta. Hiện nay tại thị trường trong nước, việc thông quan hàng hóa không thuận lợi dẫn đến doanh nghiệp giao hàng cầm chừng, dẫn đến việc thu mua chậm lại. Thị trường nội địa đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng giá cà phê Robusta ở London tăng lên mức cao 10 năm chỉ nhằm bù lỗ phần phần nào cho các nhà xuất khẩu và các chi phí liên quan. Còn người trồng cà phê chẳng được lợi lộc gì khi hàng vụ cũ không còn, hàng vụ mới đang thu hoạch, trong khi giá cả vật tư đầu vào, nhất là giá phân bón các loại hiện đã tăng cao quá mức. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Cacao Cao Việt Nam, Vicopha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Intimac Group cho biết nhu cầu cà phê trên thị trường trong và ngoài nước vẫn tăng, nhưng lượng xuất khẩu đang giảm do cước tàu tăng cao. Vì vậy tại Việt Nam lượng tồn kho của khách nước ngoài thì nhiều nhưng tồn kho tại các nước sản xuất và tiêu dùng lại giảm. Giá lan đơn tiếp tục tăng nhưng giá trừ lùi trên thị trường lại giảm do chi phí vận tải lớn quá nên người mua ép doanh nghiệp Việt Nam. Dự báo, thặng dư ngành cà phê sẽ không thuộc về nông dân và doanh nghiệp mà thuộc về khâu trung gian phân phối vì chi phí về logistics đang tăng một cách không bình thường. Giá tiêu hôm nay, ngày 19 tháng 11, giá tiêu xuất khẩu vẫn tăng trong bối cảnh thị trường trong nước liên tục giảm. Giá tiêu hôm nay, ngày 19 tháng 11 trong khoảng 82.000 đến 84.500 đồng mỗi kg. Xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11 năm 2021 đạt 8.248 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch 37,21 triệu USD. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 83.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh gia lai Giá tiêu hôm nay ở mức 82.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 82.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 84.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 83.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu trong nước giảm 500 đồng mỗi kg tại khu vực Đông Nam Bộ, đi ngang ở các tỉnh Tây Nguyên so với cùng thời điểm sáng qua. Đà giảm của thị trường trong nước vẫn chưa dứt khi đà bán tháo vẫn còn. Theo nguồn Pep Pechaze, một công ty lớn trong nước vừa qua đã cố gắng thúc đẩy thị trường bằng cách bán giá thấp hơn trên thị trường, nhưng ngay lập tức mua với số lượng lớn hơn trong tuần qua cho lô hàng tháng 11 và tháng 12 thông qua các đại lý thương nhân khác nhau. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11 năm 2021 đạt 8.248 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 37,21 triệu USD, đưa xuất khẩu 10,5 tháng đầu năm đạt 237.977 tấn, giảm 5,48% về lượng. Kim ngạch đạt 828,9 triệu USD tăng 45,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 4.511 USD mỗi tấn tăng 4,2% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 10 năm 2021. Có thể thấy, từ đầu tháng 11 năm 2021, giá tiêu trong nước liên tục sụt giảm, nhưng giá tiêu xuất khẩu vẫn tăng 4,2%. Trên trang chủ của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế vẫn niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam không đổi từ đầu tháng. Với kết quả như trên thì mục tiêu xuất khẩu 1 tỷ USD trong năm nay nhiều khả năng không đạt được thị trường vẫn đang hy vọng dòng tiền xuất khẩu thúc đẩy giá tiêu trong nước hồi phục lại trong những ngày tới